khỏe hơn ấy, mình có thể làm cái việc nặng hơn chẳng hạn. But it made I was not able to really feel the subtle feelings and sensations of the my body which I wanted to discover in meditation. Nhưng mà tôi không thể cảm nhận được những cái gì đấy cảm thọ về tinh tế trên cơ thể tôi mà tôi từng đã được khám phá khi mà ăn thịt. At the same time I noticed that eating meat made my mind very full of anger. Đồng thời khi mà ăn thịt tôi cũng cảm thấy rằng tôi cũng nhận thấy rằng là cái tâm của tôi đã tràn đầy cái sự tức giận. So when I had this for example that after 2 weeks of not eating meat I had to eat meat. Sau 2 tuần mà tôi không ăn, tôi có cái trạng là sau 2 tuần tôi không ăn thịt thì tôi lại ăn thịt trở lại. For 1 week. Trong 1 tuần. I would feel this anger in me all the time. Thì khi mà áp dụng như vậy thì tôi cảm thấy là mình trở nên tức giận mọi lúc. Như 2 tuần bác thì không ăn thịt rồi 1 tuần sau bác ăn thịt thì bác cảm thấy là tức giận nó trở lại. Of course I was meditating, I was a monk, so it was not something strong. Tất nhiên là tôi học quan sát và đôi khi tôi cũng cảm thấy là mạnh mẽ đấy. But because of eating meat, this anger would just come in, like when someone would say something bad or if the situation would be bad around me, I would have this anger towards people, towards objects and towards situations. Nhưng cũng vì từ cái việc thiền đấy mà tôi khi mà ăn thịt tôi cảm thấy sự tức giận và sự tức giận thì nó thể hiện qua cái lời nói hành động với mọi người xung quanh. And after that I noticed when I stayed in places where people eat meat. Sau đấy thì tôi tiếp tục quan sát ở những người ở những cái nơi mà họ ăn thịt. They would have this energy as well. Họ cũng có cùng cái dạng năng lượng như thế. This subtle anger and this strong energy. Đấy là một cái dạng năng lượng rất là mạnh mẽ nhưng mà ở chiều hướng nào đấy là có cái sự tức giận một cách tinh tế. Whereas when I stayed in places in the communities which are vegetarian. Khi mà tôi ở cái nhóm mà cộng đồng mà người ăn chay. People would be much more calm and would not have this negative energy. Thì mọi người có sự bình thản hơn và không có cái dạng năng lượng như thế. And this was one of the first discoveries about food and meditation together. Đấy là cái sự phát hiện đầu tiên của tôi trong cái việc là vừa thiền và vừa ăn, vừa ăn vừa thiền đấy. And because in as I said in Thailand there's monks are just accepting whatever whatever we get. Như tôi đã nói thì ở Thái Lan khi đã là một vị sư thì họ sẽ chấp nhận tất cả những cái gì mà người ta cúng dường, người ta cúng để thọ thực đấy. So I also try to accept whatever I got. Cho nên tôi cũng cố gắng là chấp nhận mọi cái thứ mà người ta cúng dường, người ta đặt bát cho mình. But when I went to Myanmar and met Mr. Trâm. Sau đấy khi mà tôi đến Miến và tôi gặp cô Trâm. I started to experiment with microbiotics. I started to experiment with microbiotics. Thế thì khi gặp cô ấy thì tôi bắt đầu phát hiện ra và tiếp cận với cả thực dưỡng. In the beginning, I didn't believe that microbiotics would be in according with Buddhist teaching. Lúc đầu thì tôi không có cái tin tưởng là có sự liên kết gì giữa thực dưỡng và đạo Phật cả. Because the teaching that everyone said was that we pay too much attention to material things, to material world. Cái sự giảng dạy đấy nó có sự liên kết với những cái sự vật chất, những cái điều liên quan đến vật chất chẳng hạn. But I discovered that this is actually the opposite. Nhưng sau đấy thì tôi phát hiện rằng đấy là cái điều đấy là sự ngược lại cơ. Because when I started to eat brown rice only. Tại vì khi mà tôi bắt đầu ăn gạo lứt. Like the diet number 7. Như là cái ăn gạo lứt số 7 chẳng hạn. I noticed how little attention I put to taste before. Thì tôi nhận ra rằng là trước đấy tôi đã đặt quá ít nhận thức vào cái việc ăn chẳng hạn. Even before I used to practice mindful eating. Mặc dù là trước đấy là tôi đã chú tâm là chánh niệm trong khi ăn rồi. But doing this diet with
brown rice and chewing 100 times. Yeah. Khi mà thực hành cái việc ăn gạo lứt và nhai khoảng 100 lần. Was just helped me to go much deeper into discovering mindful eating. Thì giúp cho tôi là cảm nhận và phát hiện ra được nhiều cái sự tinh tế hơn trong việc ăn. And with putting this awareness together with brown rice helped me to see more easily both the taste, how much I missed the taste of the food. Và khi mà ăn gạo lứt thế thì đặt cái sự chú tâm vào việc ăn như thế thì tôi phát hiện ra rằng cái sự tinh tế khi mà cái việc nhai nuốt đấy nó như thế nào trong việc ăn gạo lứt. But also by giving this object of counting 1, 2, 3 up to 100. Cũng có cái sự chánh niệm trong việc đếm là 1, 2, 3 cho tới 100, 100 cái búng khi ăn. I was able to see how my mind would go outside to thinking more easily. Và tôi cũng nhận ra rằng cái tâm của tôi nó dễ dàng là tức là nó không chú ý vào việc ăn là như thế nào, tức là đi ra khỏi cái việc đấy như thế nào. Khi mà tôi cứ kiên trì thực tập với việc ăn gạo lứt hàng ngày như thế, thì tôi nhận thấy rằng chỉ bằng việc là ý thức về cái việc đấy, chỉ bằng ý thức về việc như vậy thôi. Because of the awareness, I could get much more energy of the food. Nhờ có cái việc ý thức như vậy thì tôi nhận được nhiều năng lượng hơn từ cái thực phẩm. So I could eat less and feel much stronger. Và như thế thì tôi cảm thấy mình ăn ít đi nhưng lại cảm nhận được mình có nhiều năng lượng hơn. At the same time, by following the taste and putting my awareness to the taste. Bằng cái việc là đi theo cái chú tâm vào cái hương vị, cái vị mà mình ăn như thế. So basically by focusing on the material thing. Focusing on the material thing. Material thing, yes. Và bằng cách là chú tâm tới cái chiều hướng vật chất, tức là cái gạo, nó là cái vật chất như thế. My clinging for food was reduced. Thì sự dính kết của tôi vào thực phẩm dần dần giảm đi. At the same time, I basically reduced, or for some periods of time, I stopped eating sugar, like white sugar, sweets. Yeah. Sau một thời gian thì dần dần tôi giảm dần và dừng cái việc ăn đường. Because just eating brown rice, after maybe 50-60 chewings of brown rice, I could feel the sweet taste of brown rice. Yeah. Thế nhờ có việc là ăn gạo lứt cứ nhai kỹ như vậy khoảng mấy bao nhiêu lần như thế thì khoảng 56 lần gì đấy thì dần dần là bác cảm nhận được cái độ ngọt từ cái hạt gạo lứt rồi. And the sweet taste of brown rice was much more interesting than eating just white sugar. Và cái vị ngọt của cái hạt gạo lứt là nó ngọt ngọt ngào, tức là nó ngọt hơn rất nhiều so với vị ngọt của đường. So this was the beginning. I also used to have some digestion problems. Đấy là sự khởi đầu là như vậy. Về phần mình thì tôi cũng có một số vấn đề liên quan đến tiêu hóa. I used to have hemorrhoids. 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 I don't know what hemorrhoids. Blood in the digestion system. Có ba cái có vấn đề liên quan tới máu ở trong tiêu hóa. Đúng cái xuất huyết ba tử. Xuất huyết ba tử ạ. À? Before I really loved very spicy food. Trước đấy thì tôi ăn rất nhiều cái thực phẩm mà nó có cái gia vị cay mặn, spicy, tức là nó có cái gia vị, cái vị, nhiều cái vị đấy. So I lived in Thailand, so I would just take a huge jar of chili and just eat chili. Vâng, trước đấy tôi ở Thái thì tôi ăn nhiều cái món mà nó có cay. Or just eat the small chili peppers, like 10 or 20 chili peppers like that. Rồi là hạt tiêu, nhiều hạt tiêu nữa. But with eating brown rice, I discovered that this was really good for my craving, for my clinging. Yeah. Đấy, và nhờ cái việc ăn gạo lứt như thế thì tôi nhận thấy cái sự dính mắc của mình vào cái việc ăn là như thế nào. But at the same time, this spicy food was making me very restless. Và cái việc ăn cái thức ăn mà nó có quá nhiều cái gia vị cay chẳng hạn như thế thì làm cho tôi cảm thấy nó không được thư giãn thoải mái.
So after eating a spicy dish, I could not go and do sitting meditation, or even if I would sit, my mind would think about this and that and that. Tôi để ý nhận ra rằng là khi mình ăn cái thực phẩm nó có nhiều cái gia vị cay chua như thế thì mình sẽ không không tôi sau đấy tôi ngồi thiền chẳng hạn thì kể cả tôi có ngồi thiền được thì cái tâm tôi nó cũng lang thang đi đâu đấy. So just naturally without forcing, I stopped eating spicy food. Và như thế là tự nhiên tôi dần dần rời bỏ dần cái việc ăn cái thực phẩm mà nó có nhiều gia vị chua cay quá. I stopped eating sugar. Tôi cũng dừng cái việc ăn đường lại. And the problem with hemorrhoids with the blood stopped. Và như thế tự nhiên thì cái bệnh xuất huyết bao tử của tôi cũng dừng lại, nó không còn tái diễn. Within 2 weeks of eating in shul meal, I didn't have this problem with blood. Có lẽ là khoảng 2 tuần sau khi ăn gạo lứt là tôi không còn gặp cái vấn đề về xuất huyết bao tử nữa. So this was the first experiences in. Đấy là cái trải nghiệm của tôi, đầu tiên của tôi về cái thực dưỡng. I also noticed that because of not eating sugar, because of putting more awareness and more time to chew. Yeah. Tôi cũng nhận thấy rằng nhờ có việc ăn thực dưỡng này, ý thức vào cái việc ăn và cái điểm thứ ba gì nữa thì chẳng quên rồi. I was much more sensitive to herbal medicine. Tôi cũng có cái sự nhạy cảm hơn đối với cả các cái loại thuốc thảo dược. So when I had fever, khi mà tôi bị ốm, I could just take ginger and lemon, thì tôi chỉ cần lấy cái gừng và chanh. And the fever was gone. Và cái cơn sốt đấy nó sẽ khỏi. Or when I when someone gave me some herb that I didn't know. Mà hoặc là khi mà ai đấy cho tôi một cái loại thảo dược gì đấy mà tôi không biết. I could take it and chew it for like 10-20 seconds. Thì tôi sẽ nhấm thử và nhai khoảng trong khoảng 10-20 giây. And I could feel okay, this is good for my kidneys. Và tôi có thể cảm nhận được ví dụ nó có thể tốt cho cái thận của mình chẳng hạn. Or this is good for my liver. Nó tốt cho gan chẳng hạn, hoặc là nó tốt cho gan chẳng hạn. Or this keeps my mind away. Hoặc là nó giúp cho cái tâm của tôi nó thức tỉnh chẳng hạn. Đấy, cái loại thảo dược mà bác ấy thử thì có thể nó có. And while normally people say that it would take maybe 30 or minutes or 1 hour to feel the effects. Vâng. Because of the chewing and because of the awareness, I could feel it almost immediately. What is the quality of this food? Thế mà chỉ bằng việc nhai kỹ như vậy thôi mà tôi có thể cảm nhận được cái tác dụng của cái thảo dược đấy. Trong khi người ta nói là phải khoảng 20 đến 30 phút người ta mới có thể cảm nhận được cái tác dụng của cái thảo dược đấy nếu như mà nhai nước bình thường. So in this way, I started to use foods as medicine. Và theo cách đấy thì tôi bắt đầu sử dụng thực phẩm như là thuốc. And I think this is already for maybe 3,000 or 4,000 years here in Asia. It's the same thing in China and in India. This was how it used to be in the past. Có lẽ đấy là cái cách mà nó, như trong quá khứ, cách đây 1-2 nghìn năm người ta đã ứng dụng cái thực phẩm là thuốc ở nhiều nước ở châu Á như là Indo, Trung Quốc chẳng hạn, một số nước ở châu Á. I remember my friend is a doctor of Ayurveda, of Indian medicine. Tôi nhớ một người bạn của tôi ở cái về thuốc ở Ấn Độ. He said that the first doctor that you have. Người đấy nói rằng cái vị bác sĩ đầu tiên mà bạn có. First is the most important doctor. Một cái vị bác sĩ đầu tiên và quan trọng nhất. Is your cook. Chính là đầu bếp của bạn. Chính là đầu bếp. Cổ tay, hoan hỉ. Vị bác sĩ đầu tiên của bạn. So I think this was my experience with the macrobiotics so far. Đấy là cái chia sẻ cái kinh nghiệm của tôi về thực dưỡng cho đến nay. Thế 10 cái ngày ăn mở rộng hơn ở trong Phước Sơn mới lại ngâm chân, sư chia sẻ tiếp. Cái giá trị của ngâm chân, cái 10 ngày ăn mở rộng, ăn thực dưỡng không số 7 nữa. Yeah. So how about the 10 days you apply macrobiotic but not number 7?
It's an external, extended 10 days combined with the putting the food on hot water. Do you have any sharing about that period or not? And yes, yeah. I mean in general, since the meeting in Shuomen. Nói chung khi mà chúng tôi gặp, kể từ thời điểm mà chúng tôi gặp nhà, tôi gặp cô ấy ở Shuomen. I started to apply macrobiotics as best as I can. Thì tôi bắt đầu áp dụng thực dưỡng nhiều tới chừng nào, nhiều tới mức mà có thể. So, still when I'm in Thailand, I accept whatever I get. Ngay cả khi ở Thái Lan, khi mà tôi tiếp nhận cái thực phẩm, mọi cái thực phẩm nào đấy mà người ta cúng dường đặt bát. But I try to not to eat sugar and I try to chew very carefully whatever I get. Thì tôi cũng cố gắng là hạn chế không ăn đường và lựa chọn cái mà người ta đặt bát rồi thì mình lựa chọn mình ăn như thế nào. Of course I feel much better with brown rice. Tất nhiên là tôi sẽ cảm thấy tốt hơn với gạo lứt. And I feel much better when I limit the different tastes in the food. Và sẽ tốt hơn nếu mà khi tôi ăn và hạn chế hay là điều chỉnh, giảm bớt một số cái gia vị gì đó. But I noticed that the chewing part and our sensations of my body locating. Thì tôi có thể cảm thấy được, cảm nhận được các cái cảm thọ tinh tế ở thân thể của mình. And as I said with the sugar, when I eat sugar, I feel a lot of heat and very unpleasant sensations, especially in my face. Còn khi mà ăn đường chẳng hạn thì tôi cảm thấy một cái cảm thọ nó không dễ chịu gì đối với cả cơ thể của mình. Cảm thấy nóng ở cái khuôn mặt này. Khi mà tôi ăn đường trắng hay chẳng hạn thì tôi cảm thấy như là cái chỗ này nó cứng lại. By eating simple food, everything is just flowing naturally. Thì còn khi mà ăn những cái thực phẩm mà giản dị thôi, đơn giản thì tôi thì cảm thấy cái sự luân chuyển thông suốt ở trên cơ thể của mình. So I can feel the energy, I can feel my blood circulation, and at the same time with the blood circulation, I can feel the sensations throughout the body very clearly. Thế thì khi ăn như vậy thì tôi cảm thấy cái sự lưu chuyển của các cái tế bào, tức là cái dòng máu này, nó lưu chuyển rất là lưu chuyển, nó thông suốt chẳng hạn. And this is the same principle I use while chewing. I can use the same principle to feel my sensations of the body all the time. Cùng cái nguyên tắc như thế thì tôi cảm nhận thấy cái cảm thọ ở trên cái cơ thể mình trong mọi nơi mọi lúc. Cùng cái cách, cùng cái nguyên tắc như vậy. Or I can use this awareness to follow my breathing. Tôi cũng khi cái sự gọi là ghi nhận nhận thức trong cái việc hít thở của mình. I'm not so I don't get so much pulled away by my thinking. Sorry. I don't get pulled away. Pull away. Tôi không bị kéo đi quá nhiều bởi các cái suy nghĩ nữa. And because I have this contact with my body, very strong roots in my body. Và nhờ có cái việc kết nối rất là gắn bó với cái cơ thể này của mình. I feel more alive. Thì tôi cảm thấy mình sống động hơn, mình sống nhiều hơn. Like taking a walk outside. Khi mà tôi đi bộ hoặc đi kinh hành, tức là đi bước đi ở bên ngoài chẳng hạn. And feeling the wind, tôi cảm nhận được là làn gió thổi xung quanh. I can just feel the wind touching my skin. Tôi cảm thấy làn gió trên da của mình. That is really fascinating feeling. Refreshing. Fascinating. Một cái cảm giác rất là hấp dẫn à. Hay quá. Hay quá. Hay quá. Because I can just feel the same way I can feel the taste that is changing and that is happening and disappearing and happening and disappearing and changing all the time while I'm chewing. Tôi cũng cảm nhận được cái hương vị của một cái việc nhai nuốt đấy, nó
nó nảy sinh rồi nó lại biến mất, nảy sinh lại biến mất, nó rất là mới. Cái hương vị đấy mỗi lần mình nhai nuốt như vậy, nó nảy sinh ra rồi nó lại biến mất, rồi nảy sinh biến mất, nó rất là mới. The same thing I can feel in my hand with the contact of wind. Cũng cách như vậy thì tôi cảm nhận được cái sự tiếp xúc xúc chạm của gió với bàn tay của mình. As I can feel more taste and more feelings with eating. Cũng như thế tôi cảm thấy nhiều cái hương vị hơn cùng với việc ăn uống. I can also feel more coldness of the wind. Tôi cảm thấy cái sự coolness, sự mát mẻ của cái làn gió. Also more heat inside the body. Cảm thấy cái nhiều cái độ ấm hơn ở cái nhiệt độ hơn trong cái cơ thể của mình. Also my pulse. My pulse. Blood, cũng như là trong cái dòng máu của mình. So with all these feelings in the hand, there's already so many interesting things that I used to miss. Đấy những cái cảm giác đấy trên thân nó rất là hấp dẫn, tức là nó rất là thú vị, như thế tôi cảm nhận được như vậy. So in this way I feel that both the meditation and changing my diet to much simpler helped me to really be more alive, more present and more happy with my body and with my mind. Theo cái cách như vậy thì tôi cảm thấy rằng mình hiện hữu với hiện tại, với cái thời khắc hiện tại, với cái cơ thể của mình, và sống động như vậy. At the same time, this opens another gateway for me, another doors. Mở ra một cái cánh cửa khác cho bản thân tôi. For much deeper meditation. Cho cái việc thiền tập được sâu sắc hơn. Because by observing this taste which happens and disappears. Rồi bằng cách việc quan sát những cái hương vị xuất hiện rồi biến đi. By observing these feelings and sensations which happen and disappear. Bằng cách quan sát cái cảm xúc, cái cảm giác ở trên thân xuất hiện rồi biến đi. I can get in touch with the teaching of the Buddha. Thì tôi có thể tiếp cận được với cái lời giảng dạy của Đức Phật. With the teaching of the Buddha of Vipassana meditation. Cùng với cái sự giảng dạy về thiền tập, thiền minh sát. Because I, as Buddha was teaching, everything is impermanent. Thì bởi theo như cái lời dạy của Đức Phật thì mọi thứ đều không thường hằng. But in this way I can experience that impermanence is not negative. It is actually something interesting and beautiful. Thì bằng cái cách cảm nhận như thế, cảm nhận tôi cảm thấy được rằng cái sự không thường hằng đấy không phải là một cái gì đấy không thú vị, mà thực ra nó rất là thú vị. This impermanence can be a feeling of just flowing as a wave. Flowing as a wave. As a wave. Cái sự không thường hằng đấy nó như là một cái sự chuyển động của sóng vậy. So by applying macrobiotics, meditation and just a simple life. Bằng cách là áp dụng thực dưỡng, thiền tập trong cái cuộc sống giản dị như vậy. My sensation of being alive. Cái cảm xúc của tôi khi mà được sống changed from being a rock. Thay đổi từ việc là một tảng đá. To feeling all this flowing in my body. Thành với sự cảm nhận được sự thông suốt trên thân thể của mình. And feeling the flowing outside. Và cảm thấy được cái sự luân chuyển của mọi thứ ở xung quanh. Feeling the interaction with the flowings outside and inside. Tôi cảm nhận được cái sự tương tác giữa bên ngoài và bên trong. Feeling the interactions between inside and outside. Và cái sự tương tác giữa bên trong và bên ngoài. So I could say that it's like we are a rivers. Và như thế thì tôi có thể nói rằng chúng ta một dòng sông. We are rivers of ever-changing body sensations, feelings, perceptions, thoughts, and consciousnesses. Chúng ta là một cái dòng sông của những sự thay đổi của những cái cảm thọ, những cảm giác, những cái suy nghĩ, những cái cảm thọ trên thân.
rất nhiều thứ chúng ta là cái sự dòng sông của những cái sự thay đổi như vậy. And my body sensations, feelings, perceptions, thoughts and consciousness is very strongly connected with your body sensations, feelings, perceptions, thoughts and consciousness. Và cái dòng sông của cái sự thay đổi ở cái cảm thọ, cái cảm xúc, cái quan niệm, cái nhận thức của tôi cũng như cái dòng sông của sự thay đổi của những cái nhận biết, cảm thọ, cảm xúc của tất cả các bạn, nó có cái sự tương tác với nhau. So whatever is in my mind, thế có tất cả những cái gì, có cái gì ở trong tâm trí của tôi is influencing your life right now. Cũng đang ảnh hưởng tới cái chính cuộc sống của các bạn ngay lúc này. And whatever is in your mind, và bất kỳ một cái gì đấy đang có trong tâm trí của các bạn is influencing my mind. Cũng đang ảnh hưởng tới tâm trí của tôi. So we are also connected. Và chúng ta tất cả đều có sự liên kết, kết nối với nhau. And by living simpler life, và bằng cách sống một cuộc sống giản dị, and putting more attention and awareness in our daily life, và đặt thêm nhiều cái sự chú tâm, chú ý tới cái sự nhận biết trong cuộc sống của chúng ta, we can feel these beautiful connections here and chúng ta có thể cảm nhận được cái sự kết nối như vậy bây giờ và lúc này. Because many people believe that doing meditation is only sitting and sitting and sitting. Vậy nhiều người cứ tin tưởng rằng là thiền là việc ngồi, chỉ ngồi, ngồi và ngồi thôi. And this is very important, of course. Và tất nhiên thì ngồi như thế cũng là rất là quan trọng. But it's useless if you cannot bring it to your daily life. Nhưng mà như thế thì lại vô dụng nếu như bạn không mang được điều đó vào trong cuộc sống hàng ngày. Because meditation is something much more important. It's something much more important. Thiền là một cái gì đấy quan trọng hơn rất nhiều. It's the way you look at someone you love. Nó là một cái gì đấy, cái cách mà bạn nhìn cái người mà bạn yêu thương. It's the way you say thank you to your mother and father. Nó là cái cách mà bạn nói lời cảm ơn đối với cha, với mẹ của mình. It's the way you hug your dog. Là cái cách mà bạn ôm con chó của bạn. Or is the way you chew your eyes. Hoặc là một cái cách mà bạn thì nhai cái miếng cơm của mình. And the sitting meditation helps you to develop good habits. Vì ngồi thiền thì sẽ giúp cho bạn phát triển cái thói quen đó. But it's our awareness and mindfulness in our daily lives. À, nó cũng giúp phát triển cái sự nhận biết trong cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta. And we can use these habits to really be alive. Và chúng ta có thể sử dụng cái thói quen này để trở nên sống động hơn. And this, whatever you do, và dù bạn làm bất kỳ điều gì, you make it better. Bạn cũng sẽ làm cái điều đó tốt hơn. You enjoy it more. Và bạn sẽ thích thú làm việc đấy hơn. And you can share this experience with other people, and this is really a beautiful part of life. Và bạn sẽ muốn chia sẻ cái điều đấy với tất cả mọi người vì nó là một phần của cuộc sống tươi đẹp này. Bây giờ xin thỉnh sư tụng một bài kinh Pali chú nguyện cho tất cả các cụ các cô ở đây có được cái sự bình an và sức khỏe. Sau đó là những cái lời chia sẻ của cô Trâm. I'd like to invite you to give a sutra, a Pali sutra for giving blessing for people here today. Yes, okay. Yes, and then. Maybe after the chanting, I would invite you for 3 minutes. 3 minutes sitting in silence with closed eyes and enjoying our breathing. Nên là sau khi mà tôi cầu tụng kinh chúc phúc như vậy thì tôi mời các bạn cùng ngồi lại trong khoảng 3 phút thì thôi, 3 phút để chúng ta cùng thực tập cái hít thở đúng không ạ? Just give you a simple exercise where you just follow your in-breath and out-breath.
nó chỉ là một cái thực tập rất là đơn giản trong cái việc là hít vào và thở ra. And you just recognize the difference. What is the difference between the feeling of in breath and the out breath? Và chúng ta sẽ thử tìm hiểu xem cái sự khác biệt giữa việc hít vào và thở ra là như thế nào. Parīpurendi saṅghapāṁ evaṁ evahito tinnam petanam upakapati ichitam paritam tumhaṁ kipam eva samijato sape purendu saṅghapāṁ chando panaraso yata marichodiraso yata sapiyatiyo vivanchandu saparoiko vina satumatiya povadvantarayo sukhiya tiya khayuko pavahapiyo tannasiliya sanichang utapachayino chataro Dhamma vatanti hayuvano sukhaṁ palaṁ.